lại là đắc gì và sau nhiều lần đã bị buộc thì thử đoán xem hôm nay thằng đắc này có thể nói được gì. Three of them say to me baby I choose this ram, để rồi thì chú vịt vàng lại làm cho ca sở thú nhịp nhàng. Nhưng mà rồi một ngày vịt bị quăng áo đi, quên đi bao nhiêu thưa xưa xung quanh chỉ để chạy đống ăn đi bao nhiêu ung tư. Bây giờ cần đi làm ăn gì, là bay thay theo lưng just like a bee for honey and just like that. Vì tự nhủ là bản thân không được nhu mì đi, vì đánh đuổi em bạn bè lấy bộ đồ Louis V để trở thành người đàn ông tham vọng. Nhưng từ xung quanh thật ra đều là không quan trọng, vì dần biến thành mất đi. Vì lên TV nở một nụ cười fake và làm mọi cách để bán được CD. Vì từ bỏ cả lý trí mặc kệ người ta có nói gì nghĩ gì, vì chỉ cần tiền có trong ví thì là bao nhiêu buồn đau sẽ qua đi, qua đi, qua đi. Thank you.